vừa mới cập nhật bản iOS 17.4 beta, nay đã có thông tin về iOS 18. iOS 18 dự kiến sẽ là bản cập nhật có nhiều thay đổi nhất lịch sử của Apple. Và theo như lịch trình phát hành hàng năm, thì tháng 7 năm 2024, bản beta của iOS 18 sẽ được phát hành để mọi người có thể trải nghiệm, sử dụng thử những tính năng mới. Sau đó, Apple sẽ fix những lỗi còn sót lại của bản cập nhật. Và cuối cùng, dự kiến tháng 9 năm 2024, phần mềm iOS 18 sẽ được phát hành đầy đủ với các tính năng hoàn thiện hơn. Vậy, iOS 18 dự kiến sẽ có những tính năng mới gì? Đầu tiên, Siri sẽ thông minh hơn. iOS 18 được cho là sẽ có công nghệ AI tổng hợp. Công nghệ này thì sẽ giúp Siri, tính năng iOS, hiểu và phản hồi về yêu cầu của người dùng tốt hơn. Cụ thể là Siri sẽ có thể trả lời các câu hỏi một cách đầy đủ và chính xác hơn, cũng như là tự động hoàn thành các câu văn một cách trôi chảy và tự nhiên hơn. Thứ hai là cải thiện tính năng iMessage đối với người dùng Android. Hỗ trợ ACS là tiêu chuẩn nhắn tin đa nền tảng sẽ mang lại một số cải tiến cho trải nghiệm nhắn tin mặc định giữa iPhone và thiết bị Android. Ảnh và video sẽ có độ phân giải cao hơn. Tin nhắn thoại hiện thông báo đã đọc. Đặc biệt, tính năng nổi trội nhất là chỉ cần có Wi-Fi hoặc mạng dữ liệu di động thì iPhone có thể nhắn tin miễn phí đối với Android. Nói chung, ở trên bản cập nhật iOS 18 ấy, thì Apple sẽ chú trọng tích hợp công nghệ AI tổng quát giống với ChatGPT, thêm nhiều tính năng mới và thiết kế mới, cũng như là việc cải thiện hiệu suất và khả năng bảo mật trên máy. Tuy nhiên là cũng xin chia buồn với các dòng máy đời cũ, vì iOS 18 chỉ hỗ trợ từ dòng 12 trở lên mà thôi, hỗ trợ cuối cùng đối với các dòng 11. Còn những anh em nào mà đang dùng XR, XS Max đổ xuống ấy, thì nhớ mang máy qua Hoàng Kiên để lên đời, phí reset bảo hành chỉ với 500k để cập nhật được bản iOS 18 nhá.